loại rau giúp trường thọ được cả thế giới săn lùng nhưng người Việt vứt đi mỗi ngày. Nông nghiệp 4 chấm xin chào các bạn. Mới đây, dân cư mạng Việt Nam mình đã được một fan xôn xao với bức ảnh được chụp ở một siêu thị Nhật Bản. Một khay quả tầm bóp được bán với giá 338 yên Nhật, tương đương khoảng 70.000 đồng một lạng. Với giá như vậy thì 1 kg tầm bóp là 700.000 đồng, thậm chí còn đắt hơn giá của nhiều loại hoa quả nhập khẩu về Việt Nam như cherry Mỹ, hồng California hay là mận Mỹ. Nhiều người Việt lúc này mới té ngửa khi nhận ra thứ quả trước giờ mình chả thèm ăn lại có giá trị cao đến vậy. Vậy các bạn có biết rằng ở Việt Nam chúng ta còn có một loại cỏ dại chẳng ai chú ý tới nhưng lại được cả thế giới săn lùng không? Đứng cùng rong biển và nấm, loại rau này được Đông y gọi với cái tên rau trường thọ, quý hơn cả thuốc. Mình cá là bạn sẽ bất ngờ khi nghe đến tên của loại rau này đấy. Không để mọi người tò mò thêm nữa, nhân vật chính của video này chính là cây rau sam. Vậy rau sam có gì mà cả thế giới săn lùng? Hãy xem đến hết video để thấy rằng mình đã dẫm lên cây rau quý hàng ngày như thế nào bạn nhé. Rau sam là gì? Rau sam là một loài cây sống một năm, thân mọng nước, có thể cao tới 40 cm. Rau sam có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Đông nhưng đã thích nghi với điều kiện môi trường ở các khu vực khác. Rau sam từng được sử dụng rộng rãi tại Hy Lạp cổ đại. Các hạt rau sam thu được từ các lớp đất đá cổ tại Castanas cũng như tại khu vực Heraon, Samos có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy rau sam mọc hoang ở khắp những nơi ẩm ướt của Việt Nam. Trên thế giới, rau sam còn mọc được ở nhiều nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu. Rau sam thường mọc như cỏ, bạn có thể dễ dàng thấy nó ở trong vườn. Rau sam phát triển mạnh vào mùa hè và sống ở lớp đất bề mặt có cỏ mọc. Cây thích hợp với những vùng đất xốp và nhiệt độ ấm áp, mưa nhiều. Rau sam có thân bò sát mặt đất, màu hơi hồng đỏ, trơn nhẵn với các lá mọc đối thành cụm tại các đốt hay đầu ngọn. Lá rau sam có hình oval, mượt, dày thịt và có màu như màu ngọc bích. Hoa sam thường nở vào mùa xuân hay thu. Hoa cây rau sam màu vàng có 5 cánh và đường kính khoảng 0,6 cm. Hoa bắt đầu xuất hiện vào cuối mùa xuân và kéo dài cho tới giữa mùa thu. Hoa mọc đơn tại phần tâm của các cụm lá và chỉ tồn tại trong vài giờ vào những buổi sáng nhiều nắng. Hạt được bao bọc trong các quả dạng quả đậu nhỏ. Hạt rau sam nhỏ, màu đen, có thể giữ được khả năng nảy mầm đến 7 năm khi tồn trữ. Rau sam có rễ cái với các rễ thứ cấp dạng sợi. Nhờ đó nó có thể chịu đựng được các loại đất sét rắn, nghèo dinh dưỡng cũng như chịu hạn tốt. Tuy được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam thường thì người ta chỉ coi cây rau sam như một loại cỏ dại, rất ít người dùng nó để chế biến thành các món ăn. Bởi vậy chẳng ai trồng rau sam cả. Thậm chí nếu nó có xuất hiện trong vườn rau thì người ta cũng sẽ nhổ đi như nhổ một thứ cỏ dại. Tuy nhiên, tại nhiều nước châu Âu, nhất là ở Pháp, người ta trồng rau sam rất nhiều để dùng trong ẩm thực. Thật là kỳ lạ, trước giờ mình chỉ nghe rau Việt Nam bị người nước ngoài coi là cỏ dại, chứ đây là lần đầu tiên mình thấy trường hợp ngược lại như thế này, các bạn ạ. Tác dụng thần kỳ của rau sam. Các bạn đã từng nếm thử vị rau sam chưa? Mùi vị của nó có hợp với khẩu vị của bạn không? Hãy review món rau sam dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Bản thân mình thì chưa ăn rau sam bao giờ đâu, nhưng mà theo nhiều mô tả thì rau sam có vị hơi chua và mặn, giòn và thanh mát. Nó có thể dùng tươi trong xà lách hay là luộc, nấu tương tự như là rau bina. Do có chứa các chất nhầy nên nó cũng được coi là thích hợp để nấu trong một số món súp hay là thịt hầm. Thổ dân Australia dùng hạt của rau sam để làm ra một loại bánh mì. Rau sam trong lịch sử Trung Quốc được gọi là cỏ ngũ hành hay rau trường thọ. Đây là một loại rau được các chuyên gia Đông y vô cùng coi trọng và đã sớm ghi danh vào sử sách. Trong sách cổ ghi chép lại rằng rau sam có thể nấu cùng với thịt, trứng và các món xào, canh. Hương vị đặc trưng, tươi, ngon, giòn và thanh mát. Khoa học kỹ thuật phát triển giúp chúng ta tìm ra chi tiết các thành phần hóa học có trong rau sam. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn các loại rau ăn lá khác. Rau sam là một trong số rất ít các loại cây có chứa EPA omega 3 chuỗi dài, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Có thể thấy rau sam chứa nhiều chất dinh dưỡng, protein, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt và những chất khác,
do đó nó có tác dụng dược lý rất cao. Rau sam được các chuyên gia dinh dưỡng xem là một loại rau nên ăn đều đặn để duy trì lượng đường trong máu ổn định, có tác dụng điều chỉnh huyết áp thấp xuống và bảo vệ tim mạch, tránh những tai biến bất ngờ. Đây cũng là loại rau chứa nhiều loại vitamin A, B, C cũng như các chất khoáng dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. Chính vì những thành phần bổ dưỡng trên mà rau sam được coi là một loại thảo dược quý, chữa nhiều bệnh như mẩn ngứa ngoài da, viêm nhiễm đường tiết niệu, run sán đường ruột hay đầy bụng. Không dừng lại ở đó, khoa học đã nghiên cứu và chứng minh tác dụng tuyệt vời của rau sam trong điều trị bệnh về thần kinh. Các thành phần trong rau sam có thể khử các gốc tự do, giảm quá trình chết các tế bào thần kinh, giảm thiếu hụt dopamine ở vùng vân của chuột. Kết quả cho thấy, rau sam có thể bảo vệ thần kinh và hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson. Ngoài ra, dược liệu này còn có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do thiếu oxy. Do đó, rau sam có thể xem là vị thuốc giúp hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Các chị em phụ nữ đam mê dưỡng da, làm đẹp thì đừng nên bỏ qua công dụng tuyệt vời tiếp theo của rau sam. Bên cạnh công dụng chống oxy hóa, dưỡng da thì những nghiên cứu trên động vật cho thấy rau sam có tác dụng làm giảm cân nặng, giảm các axit béo tự do trong máu. Nó cũng có công dụng tăng nồng độ insulin trong máu, giảm tình trạng đề kháng insulin và giảm các biến chứng mạch máu của bệnh đái tháo đường type 2. Ngoài ra, kết quả các nghiên cứu trên tế bào và trên chuột cho thấy các hợp chất có trong rau sam có tác dụng gây độc tế bào ung thư, điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó, rau sam có tiềm năng trong hỗ trợ điều trị ung thư. Nếu bạn có người thân mắc những chứng bệnh này, hãy chia sẻ thông tin về cây rau sam đến họ nhé. Có thể chính thứ rau sam mọc đầy trong vườn này sẽ giúp ích trong việc điều trị các chứng bệnh mà chẳng cần đến những dược liệu cao cấp, đắt tiền khác. Sau khi xem đến đây thì mình nghĩ có nhiều người sẽ muốn nếm thử hương vị của cây rau sam, phải không nào? Nếu đang ở các vùng nông thôn, mình đoán bạn sẽ dễ dàng tìm thấy loài cây này trong vườn nhà hay bất cứ vùng đất ẩm ướt nào. Còn nếu đang sinh sống trong các thành phố lớn, có lẽ việc tìm mua rau sam cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Ở Việt Nam, rau sam vẫn chưa được nhiều người chú ý đến và cũng ít gia đình chế biến rau sam thành món ăn trong mâm cơm nhà mình. Tuy nhiên, sau khi biết được những công dụng tuyệt vời của cây rau sam, chắc hẳn sẽ có khá người đưa rau sam vào bữa ăn hàng ngày đấy. Nông nghiệp 4.0 mong rằng có thể đưa thông tin của những loại rau tốt cho sức khỏe này đến với nhiều người hơn. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video mới từ chúng mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.